Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu các anh em tham gia trình này góp nhận 10 tốc càng best 20 nha tất cả các bạn. Tham gia giao lưu phần mô tả mình bấm chuột tắt. Sau khi bấm chuột tắt xong thì các bạn join vào những kênh cộng đồng của nó các bạn. Rồi các bạn bấm lướt cấp trang nha tất cả các bạn. Sau khi lướt cấp trang xong các bạn bấm vào nét tab này các bạn. Nét tab thì các bạn làm nhiệm vụ của bạn. Các bạn follow Twitter nè, like Facebook nè, follow Medium nè, subscribe YouTube nè. Rồi bạn bấm vào nút submit nha bạn. Rồi bạn điền lại thông tin username theo Twitter nè, gửi lại cho nó tiếp tục bờ được đường link blog nè, tiếp tục thì gửi đường link profile minimum nè, tiếp tục thì gửi lại đường link YouTube của tất cả các bạn nè. Rồi bạn bấm vào nút submit nè, các bạn gửi địa chỉ bet 20 nha bạn. Chết Zalo chạy trên nền tảng BNB Smart Chain, các bạn có thể gửi địa chỉ với Safibank Wallet nha tất cả các bạn. Các bạn có thể dùng địa chỉ NH trên giấy chút wallet cũng được đó các bạn. Mà cái dự án này nó khi mình Safibank Wallet các bạn, thì các bạn copy địa chỉ Safibank Wallet trên BNB Safibank trên BNB trên với Safibank Wallet nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào Ukraine Balance, các bạn bấm vào account các bạn. Tool Balance đây thì nó chưa có cập nhật tôi cần các bạn ơi, tôi cần cập nhật sau các bạn có lem này. Ok mình đã nhận được 10 top cần các bạn, 10 top cần các bạn. Rồi vậy video đây cũng kết thúc các bạn, vậy tôi cần sau này phân phối cho mình, chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.